tổng cộng 5 câu. Anh hỏi câu nào dài dài ra. Được không? Ok. Đấy, còn hả? Lớp 11 ạ. 11 tuổi đã bị hôn rồi. Lớp 11. À, lớp 11 tuổi, 11 tuổi đã bị hôn rồi. Mà họ tổng hỏi mấy câu đấy? 5 câu. 5 câu à? Thì bây giờ là câu thứ 4 à? Thằng này bóp mặt đúng không? Đâu có bóp đâu. Anh hôm trước anh chỉnh cho em rồi này còn. Để tao xem nào. Ui rồi, nó bóp mặt của 65. Bỏ ra mặt mình như khi Yên thế nào. Mà anh này. Đạt ơi. Đạt. Ơi. Ơi nhờ, nhìn đẹp trai hơn. Em không nghe. Em hôm nay em được nói chuyện với anh ở trên này đâu á. Chào Trần Thiện. Em đừng có nói phét nữa đi. Đừng có mất thời gian nữa đi. Chào Phúc Linh. Nhận. Ừ nhỉ, nhìn để mặt thế này nhìn nó đẹp trai hơn đấy nhỉ. Bóp mặt và nhìn trông sống thật đấy. Nhìn trông như cái Yên xe đạp ấy. Rồi bắt đầu tiếp tục là đến câu thứ 4 này. Mày tắt đi để tao hỏi câu thứ 4. Thế bây giờ nhá, anh hỏi thật. Nhá. Thế em đã lừa thằng nào chưa? Và lừa nó năm bao nhiêu tuổi? Lừa? Đến giờ mày bảo em... chưa đi. Mày lại bảo chưa đi. Em à, chỉ có người lừa em thôi chứ em chưa lừa. Thế thì nó lừa em năm bao nhiêu tuổi? Nó lừa mấy lần rồi? Dạ? Nó lừa em mấy lần rồi và nó lừa em năm bao nhiêu tuổi? Là người yêu cũ đầu tiên anh hay là... Ừ đấy còn là người đầu đấy. Tiên đấy chứ... Đây còn chưa là người thứ mấy nữa thì còn nói chuyện gì. Lại thứ N thì tôi chết sợ. Em quên mất câu hỏi rồi á. Nó lừa em năm bao nhiêu tuổi và nó lừa mấy lần. Nhưng mà lừa theo như nào đấy anh? Chứ còn có nghĩa là lừa rồi. Thôi, em đừng có mồm điêu. Lại còn hỏi là lừa như thế nào? Ý em hỏi là lừa theo kiểu là cắm sừng mình hay là theo kiểu khác ấy? Ý thì tao nghe xem nào. Thế nào? Em bảo gì cơ? Ý em là theo kiểu cắm sừng hay là kiểu lừa dối mình hay là như nào ấy anh? Không, nó lừa... Rất là mất thời gian nhá. Rất là mất thời gian. Ai cũng hiểu của mình, em không hiểu. Khai mau. Đấy. Nó lừa cho nó uống sữa ấy. Chung là em cũng yêu muộn ấy, chắc khi phải tầm năm nhất. Thế này cũng... Năm nhất năm bao tuổi này? À, 18 tuổi. 19 tuổi. Thôi, em đừng mộng điêu. Ô, em nói thật mà, đấy là năm câu hỏi. Nó lừa em mấy lần? Sao ạ? Nó lừa em mấy lần? Em không nhớ, nhưng mà chắc khi là dưới 10 lần anh ạ. Nhiều quá, thôi được rồi, câu rồi, bỏ qua câu đấy đi, nhiều quá rồi, không nhớ được. Rồi, tiếp tục câu thứ cuối cùng này. Gì đây, mấy cái bà này rất là mất thời gian nhé. Rồi câu cuối cùng này, tao nghĩ là câu cuối cùng nó hỏi cái gì, hỏi con trai gì hơn. Thế em lấy chồng à, không hỏi em lấy chồng chưa thì buồn cười nhỉ. Đừng hỏi sữa nữa anh ơi à. Đưa rồi không hỏi sữa nữa, chuyển sang hỏi bỉm. Hôm nay đi đây, sợ mà. Không, từ. Thế bây giờ nhá, anh hỏi em nhá, thì em có yêu thằng này không? Sao lại anh hỏi câu quyền riêng tư nhỉ? Đi mồm, tao phải hỏi. Có gì thì yêu tối bạn nó đẹp, nói sau. Nó đẹp trai này thì nó có yêu nó không? Tối bạn ấy nói sau. Tao phải hỏi luôn. Bạn ấy ngại kìa, Đi mồm. Hả? Em đỏ hết mặt rồi, vì em không biết trả lời như nào. Hỏi yêu hay không, không phải đỏ mặt hay là đen mặt, không biết. Đừng hỏi câu đấy, bạn ấy trả lời. Yêu hay không yêu nói một lời. Bạn ấy bảo không yêu thì em ngại chết mất. Thế này thì em vỡ tóc làm sao được cho anh. Cái bà nào đây, im từ từ để tao phải chửi bà này đã. Cái bà HR Army này nhá. Kệ tôi. Rất là mất thời gian. Có yêu nó không? Yêu nó đi, anh làm mối cho. Nhưng mà em yêu ơi. Anh ta lâu rồi ấy. Đấy chưa? Không được yêu tao. Miễn dịch với đàn bà rồi này, tầm này miễn câu dịch đấy, nói câu đấy là ăn vổ đấy. Anh kiểu như là bị Miễn dịch với đàn bà ấy. Nhắc đến đàn bà là anh cảm giác như cuộc đời anh nó kiểu bị thiếu niềm tin. Mệt lắm. Chào xin thân.
nhá, anh rất là chán ngán cuộc sống này vì miễn dịch bị đặt vào, nên là thôi em yêu em, em anh đi, anh mai mối cho nhá. Nhưng mà bây giờ lượng BD BD ông nhảy vào đây, các bà nhảy vào đây test thử xem có bây BD giờ mà đi đi vớ vẩn. anh ơi, lỡ tướng Chả đánh đây cười này đi, mạng khô hết tóc rồi. đã. Có yêu nó không? Anh bên cạnh ấy đẹp trai quá, nhưng mà em chỉ thích nét đẹp của anh Đạt thôi Đấy, thấy chưa, á. thấy chưa? Ôi, thôi. Chết chưa? Những người con gái nẻo mép thường rất là mất thời gian. Đấy. Em đừng có bốc phét. Anh có con rồi, đừng yêu anh nữa. Anh vợ con rồi, đừng yêu anh. Thế yêu anh em có làm bồ của anh không mà em bảo là yêu anh? Dở hơi. Tại nói em dở hơi. Hả? Tại nói em dở hơi. Thế chẳng gì nữa. Bây Em giờ nói thật lòng luôn, tại vì anh bên cạnh thì quá là đẹp trai rồi, em chỉ cần một người cũng không cần đẹp lắm, tại vì anh kia đẹp hơn em rồi ấy. À thế là bạn ấy đang chê anh xấu. Không phải. Mọi người ạ, mọi người ơi, bạn bạn Lệ bạn ấy chê anh Đạt xấu mọi người ạ. Thôi nha, thế là hết 5 câu rồi, bye. Mà gặp hẹn gặp em một ngày sớm nhất. Ok. Nhưng mà em ở đâu đấy? Em ở Hà Giang ạ, quê em Hà Giang. Hà Giang à? À Hà Giang là cái nơi mà đi phượt đấy đúng không? Thì bây giờ em đang ở Hà Giang à? Hiện tại em đang làm ở dưới Việt Trì ạ, ở Phú Thọ ấy ạ. Chuẩn bị anh, bọn anh phượt xuống đấy đấy. À thì bọn anh tí xuống Việt Trì bây giờ đây. Nhá. Thế hả? Thế thôi để em luôn nhắc nghỉ luôn chiều có nay đón có gì. Có đón không? Có đón không thì có biết được. Có ạ. Ơi được trên. Có đón chứ gì? Thế tí follow đặt coi nhắn tin cho nó nhá. Bye. Bye bye em. Cứ tưởng nó ăn được ngay ấy, buồn cười ghê đấy.